Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình đang ở đây là thuộc Ba Chúc của An Giang. Thì mình đang trên cung đường đi hoàn thành cái chặng cuối cùng ở Việt Nam là đi về Hà Tiên, Phú Quốc xong là về Cà Mau. Thì hôm nay cũng có cơ hội đi qua Ba Chúc đây. Thì nó là một cái điểm cực kỳ đặc biệt luôn. Thì nơi này năm 1978 ấy, thì cũng phải hơn 40 năm trước rồi. Thì ở đây có một cái nạn diệt chủng của bọn Pol Pot. Thì ở đây cũng còn rất nhiều những cái chứng tích mà vẫn còn nguyên ở đây. Đấy, thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi xem qua những cái chứng tích ở đấy để biết được thêm một phần nào đấy cái độ man rợ của quân Khmer Đỏ hồi xưa nhá. Ok, đi thôi. Thì bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cái khung cảnh bình yên như bao nơi khác ở Việt Nam đúng không? Nhưng mà chỉ hơn 40 năm trước thôi, từ năm 1978. Thì nói chung là bây giờ mình có thể hình dung ra cái cảnh tượng mà đường phố ở đây là người chết rồi, lửa khói rồi đốt nhà rồi đốt cửa, tiếng kêu của mọi người nhiều. Hiện tại mình đang đứng đây là cái chỗ mà nhà trưng bày những cái chứng tích tội phạm của bọn Pol Pot đấy mọi người. Thì bây giờ mình mời tất cả đi vào trong này để xem qua nhá. Chúng là khi thời xưa ấy, bọn đấy nó làm mọi thứ để có thể là gọi là giết người một cách tàn bạo hết luôn. Đây mình giờ cho mọi người xem qua những cái bức ảnh chân thực nhất này. Đây bức quân dân An Giang cắm chốt chặn lính Pol Pot này. Đây những đống xương người chết được cất giữ tại nhà mồ tạm dựng sau chùa Phi Lai. Đây mọi người nhìn này. Đây quay gần đây. Đấy, thời xưa mà khi mà chưa có nhà mồ là xương cốt rồi các thứ là vứt tùm lum hết lên này. Thấy không? Đấy. Xương sọ này đã trở thành những di vật mà bị sứt mẻ do bị đập đầu hoặc đạn xuyên phá. Nào là nhá, nó giết bằng cách là người lớn thì nó thể là bắn chết này. Rồi phụ nữ nó rồi hãm hiếp xong nó giết này. Có những cái trường hợp mà khi mà nó hãm hiếp xong nó còn cầm gậy nó chọc từ phần dưới lên ấy. Rồi trẻ con nó có thể tung lên cây tung lên cao xong nó cầm một cái dao con dao nó chém ấy. Nói chung là những cái nó làm đủ mọi cách để giết người ấy. Một cách man rợ nhất. Khi mình đọc những cái thông tin đấy mình lại hình dung đến kiểu như cái thời kiểu thời Trung Cổ đấy mọi người. Ghê thật. Thời xưa những cái nạn nhân mà vài nạn nhân mà sống sót sau cái nạn diệt chủng này, còn vài người, gần chục người. Đây mọi người nhìn này, những cái hình ảnh này, phụ nữ, trẻ em này, nhìn đau thương nhỉ, làm đủ mọi cách để giết này. Đây cánh đồng Ba Chúc này, người cũng la liệt ra, ghê quá. Khi mà thực sự là mình nghĩ khi mà quay những cái tập phim này của mọi người cho tất cả các bạn xem là có khi đêm nay mình về mình cũng nằm mơ thấy ác mộng mà. Và những cái hình ảnh này nó hơi ghê một chút. Thôi cái này ông đừng quay gần quá, cái này đừng quay gần quá nhìn nó hơi ghê. Làm đủ mọi cách để giết. Chặn đường tất cả ở ngã Ba Chúc ấy, không cho ai một ai thoát ra quả. Có nghĩa là gặp ai là bọn nó giết, không chừa một ai. Đấy, còn đây là những cái đùi, đây cái này nó ghi là dùi là bọn Pol Pot dùng đập đầu tàn sát những dân Ba Chúc năm 1978. Đây, mọi người đã thấy này, nó cầm những cái dùi này nó đập vào đầu người để giết này. Ghê thật. Mình nghĩ thôi mình cảm tưởng lạnh người luôn á. Mìn chống cơm, vũ khí.
mìn này. Còn đây là mìn, những cái quả mìn thời xưa mà bọn nó giết người này đó. Dao bọn Pol Pot dùng để giết hại đồng bào. Dao đây là những cái dụng cụ mà... Đây là khúc tầm vong bọn Pol Pot sử dụng đập đầu trẻ em ở Ba Chúc. Uầy, mọi người thấy nó dùng những cái cành cây này nó đập đầu trẻ con này. Nó không chừa một ai luôn á. Trẻ con, phụ nữ, người già. Giết theo cách đúng là man rợ thật. Là mình lại mời mọi người đi ra đây để... Đây, những cái này mới gọi là... kinh khủng này. Chỗ này gọi là được gọi là nhà mồ Ba Chúc. Đây, nơi gìn giữ 1.159 bộ hài cốt của đồng bào Ba Chúc trong tổng số 3.157 người bị bọn Pol Pot thảm sát từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 1987. Có nghĩa là chỉ trong vòng 12 ngày thôi mà bọn nó giết hơn 3.000 người, sợ thật đấy. Mà có bây giờ là còn thất lạc đâu là hơn 2.000 bộ hài cốt nữa. Thì có nghĩa là bây giờ mình khi mà mình đang đi ở Ba Chúc đây thì những cái mình cũng không biết là mình có đi trên các những cái gọi là thi thể của bà con ở đây không nữa. Tại vì nó thất lạc quá nhiều mà. Đấy, cái nhà mồ này thì được thiết kế là cái... Mình thấy là cái gọi là sen úp ngược. Đây, mọi người để thấy nè. Bình thường là sen phải úp lên đúng không? Nhưng đây lại sen là úp ngược. Thì mình nghĩ là nó thể hiện cho sự đau xót. Ngay cảnh tượng khi mình đầu tiên nhìn thấy đây là những bộ hài cốt này, được chất lên này. Chào bác. Ui. Khi mình nhìn vào đây, mình cảnh tượng đầu tiên mình thấy mà mình thấy sợn hết cả gai ốc mọi người ạ. Này, những hài cốt này, những sọ người này. Cái này. Những cái bộ phận xương người ta bây giờ, tại vì là nhiều người chết chung quá ấy, người ta không biết phân loại ra làm sao cả. Kiểu xương lẫn lộn hết cả với nhau ấy. Nên là bây giờ người ta xếp từng phần một. Cái này là xương đầu chân này đúng không? Cái này là hình như là xương hông này. Đây, mọi người có thể xếp. Ghê quá. Thôi thì trước khi quay tiếp cho mọi người thì bây giờ mình cũng ra thắp một nén hương đã. Ôi, chắc không còn nén. Ở bác ơi, cho cháu hỏi là hồi xưa là... Bác có nghe rõ không? Nghe rồi. Thời xưa là kiểu như còn ai mà đang kiểu như còn sống sót khi mà từ hồi... Dạ đúng rồi. Còn chứ, còn tại vì cái xã... Hồi đó có xã Ba Chúc người nó khoảng 8.000 dân rồi chứ có 3.000 mấy là còn nhiều lắm. Trong đó có tôi nữa. À, thế là bác là cũng từ lúc mà ở Pol Pot nó diệt chủng à? À. Thế bác có thể kể lại cho cháu cái gọi là cái hoàn cảnh mà cái lúc mà bọn Pol Pot nó đến nó diệt chủng ở người Ba Chúc mình không? Kể bằng cái khởi đầu cho tới cuối hay là kể một đoạn thôi? Vâng, đoạn bác... thôi ha. Dạ. Tất nhiên Pol Pot nó lúc đó là nó quánh xuống cái tỉnh An Giang mình đó, thì nó quánh xuống của năm 77. Vâng. Nó quánh xuống các cái xã ở biên giới. Vâng. Đó, rồi xã biên giới Dũng Đỗ có chạy lên đây. Đây tới năm 78 nó mới tấn công này. Vâng. Tấn công cũng khoảng 2-3 tháng nó mới vô nổi. Rồi nó chiếm cái vùng này là 11 ngày đêm. Thì bộ đội mình mới đưa quân từ mà lên Giải Gõ.
Nhưng mà thời trước là kiểu nó bọn đấy nó giết người man rợ lắm đúng không? Đủ thứ hết. Bác có thể phá sạch, giết sạch, đốt sạch, không có chờ gì hết. Nó thấy ai là nó giết đúng không? À, giết bằng mọi hình thức. Nó đập đầu có, nó bẻ cây nó thọc được cửa mình đồng bà có. Vâng. Rồi nó con lít nó xé có. Vâng. Rồi vô nhà mình nó phá sạch, giết sạch hết. Vâng. Khi mà tôi mới theo bộ đội gì giải tỏa đó, là từ mình đi về từ Bình Chợ về đây đó là đi trên đồ. Trong nhà, trong phố nó dục đồ ra, nó dục đồ ra, lựa đồ nào lấy được, lấy không được thì bắt đầu nó đổ tùm lum ra trên. Tháng 3 năm 1978, rồi lúc đó thì dân chạy tản lạc hết, rồi qua một mùa nước lũ. Những cái hài cốt ở đây, gần đây, dưới gần đây, thì hội chữ thập đỏ mới lên, với đồng bào ở đây mới lo chôn cất cô bác. Còn ngoài đồng, ngoài ruộng là để luôn, mãi. À, thì có nghĩa bây giờ là bên ngoài ruộng đồng gần Ba Trúc đây là hài cốt, là có nghĩa là vẫn còn rất nhiều ngoài đấy đúng không? Cháu cảm ơn bác. Ừ. Mình cũng phải thắp nén nhang. Đấy, qua những cái mình thì trước khi đi về đây thì mình cũng biết về Ba Trúc rồi, thì mình cũng phải tự nhủ lòng là mình khi mà đến An Giang này mình phải ghé qua nơi này một lần. Đó. Thì hôm nay được cơ hội đến đây thì cũng muốn chia sẻ cho mọi người những cái câu chuyện như này trên đường. Dạ. Đây mọi người thấy này, ở đây cũng phân chia theo những cái độ tuổi này. Đấy, nam từ 41 tuổi đến 60 tuổi này, 102 người này. Đấy. Có những bộ đầu thì có thể là trắng, có bộ đồ thì mình thấy là màu vàng. Màu vàng này có phải là do mình ở đất lâu quá nó bị ố vàng không hả bác? Ừ. Cái đầu kiểu màu vàng này bác? Cái đó là bị mùa nước phèn đó. Nước phèn ta? Nước phèn đó, hồi đó đất phèn không à? Nước phèn đóng lại. Cái xưa bây giờ nó nước phèn đóng. Vâng. 1, 2, 3. Mỗi cái chỗ này là để 3 tầng. Bên này là nữ trên 60 tuổi. Kiểu vứt ở... Kiểu khi mà đã mất rồi ấy, thì cứ vứt ở ngoài đường ruộng đồng qua thời gian là không ai ấy cả. Xương mục ra, dính phèn. Nữ từ 21 đến 40 tuổi. Ô nhưng mà bác ơi cho cháu hỏi cái lần thêm chút được không? Nhưng mà khi mà đã tìm ra những cái bộ mộ này rồi, làm sao mà có thể phân biệt được nữ là bao nhiêu tuổi hay là nhờ chuyên gia về phân tích hả bác? Cái này chuyên gia quốc tế vô nữa chứ không phải mình xong. À. Ở dưới viện bảo tàng của An Giang mình đó. Vâng. Nhờ chuyên gia thành phố rồi chuyên gia quốc tế nó vô nó mới khảo cứu, nó nghiên cứu rồi nó mới nhúm thuốc bảo quản rồi nó làm. Mà. Mấy năm trời chứ mình đâu biết gì được. Khi mà thời xưa mà bác trải qua những cái chợ như thế thì sau khi mà cái 12 ngày mà bọn nó đến đây thì phải mất bao nhiêu thời gian cuộc sống mới trở lại được cả bình thường đấy bác? Có nghĩa là chắc sau khoảng trên một năm. Trên một năm mới bình thường lại. Tại vì nó phá không còn cái gì trơn mà. Nhà cửa chùa chiền là đốt sạch nhỉ? Cháu cảm ơn bác. Nữ từ 16 đến 20 tuổi. Trẻ em từ 3 đến 15 tuổi đấy mọi người. 264 người. Có nghĩa là không chờ một ai luôn. Cứ gặp là giết. Giết bình thường không sao đây, còn giết theo kiểu đúng man rợ. Số sọ không xác định tuổi và giới tính.
đang từ 16 đến 20 tuổi. Nam trên 60 tuổi. Thì giờ bây giờ tiếp đến thì mình sẽ dẫn mọi người đi đến một chỗ nữa, cũng là một cái chứng tích còn vẫn còn nguyên vẹn từ thời diệt chủng Pol Pot đến tận bây giờ. Thì ok, mình mời các bạn đi cùng với mình tiếp nhé. Những cái cảnh hỗn loạn như vậy thì khi mà bọn Pol Pot nó giết người ấy, thì những cái người dân phải tìm đủ mọi cách để có thể là trốn thoát được, chạy trốn đấy. Thì người chạy lên núi, người thì chạy vào trong chùa, rồi làm đủ các thứ cả. Nhưng mà bên đấy, bên Pol Pot, bên Campuchia thì bên đấy là cũng kiểu theo đạo Phật đấy. Thì chắc là mọi người cũng có thể chạy vào trong chùa này, nghĩ là bên đấy cũng theo đạo Phật, thì vào đây thì cũng có thể là bọn nó tha cho ấy. Nhưng mà không, nó không giết, nó không chừa một ai cả, bất kỳ nơi nào luôn. Thì trong này vẫn còn những cái, bên này thì vẫn còn cái chứng tích, những cái vết máu từ thời đó đến tận bây giờ. Thì mình mời tất cả mọi người đi vào trong cùng với mình nhé. Bây giờ mình ví dụ như mình thử đặt hoàn cảnh của mình khi mà mình ở đây hơn 40 năm trước nhỉ. Lúc này mình chắc là mình rất sợ, mình sẽ chạy chỗ nào để trốn thật kỹ. Mà đi vào chùa này không biết chỗ nào trốn bây giờ. Trèo lên thì chắc không được. Thì bây giờ mình thử vào trong này. Vào đây đúng là lạnh người thật. Ở đây mình thấy họ có ghi là nơi đây là vết máu của nhân dân bị Pol Pot thảm sát năm 1978. Đấy, mọi người có thể thấy này. Quay gần một chút để nhìn thấy những cái vết máu này. Đấy, những cái vết máu còn nguyên này. Mình khi mà nhìn cái này mình không thắc mắc là không biết làm sao mà máu có thể là lên được tận trên này. Thì không biết liệu có phải là cầm những cái cây gậy mà vừa ở phòng bảo tàng ấy đập vào đầu, hay là cầm cái đấy xiên vào người không? Mình không biết. Nhưng mà mình đoán là cũng có thể trường hợp như vậy. Kiểu đập đầu ấy, xong rồi máu bắn tung tóe cả. Đây, mình thử đặt hoàn cảnh. Nếu mà mình chết ở đây. Đây, mọi người có thể thấy một cái dáng người đúng không? Cũng đây cũng có thể là chết nhà. Đấy. Đập đầu, chạm đầu vào đây này. Đây, đúng vết đầu luôn này mọi người. Thấy không? Khi mà nó cầm cây nó đập đầu vào đây đúng không? Ví dụ chảy máu vỡ đầu ở đây đúng không? Không, tựa đầu vào đây. Xong máu chảy linh láng ở đây. Thì chỗ này cũng có thể là nó giết tầm khoảng chục người, hơn chục người ở đây chẳng hạn. Thì máu nó mới nhiều như thế này đó. Đây đúng không? Đấy. Đây để hình này đúng hình người, để kiểu tư thế người đang nằm chết ở đây này. Ghê thật. Không biết mọi người có thể cảm nhận được một cái không khí mà lạnh lẽo khi mà mình đến đây không? Ui, không những vết máu ở đấy nữa, còn ở đây nữa mọi người. Ai quay từ quay nó kéo dài này, kéo dài từ phía góc này luôn đấy, đến tận này, nhìn sang bên phải này, tận bên này luôn. Có nghĩa là chỗ này rất nhiều người chết ở đây này. Đi vào chùa cũng không tha à nhỉ. Mà mình không biết là những cái vết máu này là liệu người ta có phục dựng lại một chút để lưu giữ được lâu hay không. Quá ghê. Đây mình còn thấy cái gì nữa này mọi người. Đây, ra đây quay nhìn rõ hơn đây. Đây, chỗ này ghi là nơi đây lính Pol Pot ném 2 quả lựu đạn sát hại 40 người dân năm 1978. Ui.
À, có nghĩa là kiểu sợ quá chạy vào trong chùa, và trong chùa không có chỗ nào mà trốn cả, nên là dưới đây có một cái hầm để mình sẽ quay cho mọi người xem rõ hơn nhá. Đây, mọi người thấy chưa? Đấy, có cái hầm thì ở đây cái hầm đây. Đấy, mọi người thấy rõ chưa? Người dân hoảng loạn quá, chui đây chui không biết chui vào đâu nên chui vào đây. Đấy, còn cả bát hương này, có khi trong này vẫn còn những cái vết máu để mình chui thử vào trong này. Một không khí lạnh lẽo u ám khiến mình bây giờ là nổi cả da gà đấy mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy được không? Mình bây giờ có thể cảm nhận được như là 20 người vẫn đang ở đây đó. Cái hình bóng người ta mình giờ trong đầu mình vẫn tưởng tượng ra chui về đây lo sợ, nhưng mà bọn Pol Pot nó cũng không tha, nó vào đây nó ném bom này. Mọi người có hình dung ném hai quả bom này tung xác tất cả mọi người lên, không chiến không sống một ai cả, quá man dạ, quá ghê. Mình thấy lạnh người quá. Mình vẫn có thể cảm nhận được ạ. Mình đã từng ngủ những nơi như mọi người có thể theo dõi mình cũng thể biết đúng không? Mình có thể ngủ những nơi mà nghĩa địa này, nơi mà xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người này, kiểu rất nhiều người chết ở đấy ấy. Nhưng mà thực ra mình vẫn không cảm nhận được gì. Nhưng mà khi mà đến đây, mình có một cái cảm nhận nào đấy nó lạnh lẽo, nó rùng mình. Khi mà mình bước vừa nãy vào bước vào trong ấy, mình vẫn cảm nhận được những cái hình bóng của người ta ở trong đấy. Ghê quá. Ném hai quả lựu đạn vào trong này mà có bé tí thế, ai mà sống nổi. Quá ghê. Đấy thì qua cái clip hôm nay thì mình cũng muốn một phần nào đấy chia sẻ cho mọi người những cái gì lịch sử đã đi qua ở mảnh đất An Giang này, Ba Chúc An Giang này đây. Thì hy vọng mọi người cũng thể là cảm nhận một phần nào đấy lịch sử những người dân ở đây đã trải qua. Rời chùa vừa nãy thì bây giờ mình đang đặt chân ở đây là núi Tượng, thì cũng ngay nằm trong chỗ của Ba Chúc, thì cách chùa là hơn một cây. Thì nhiều người chọn phương án là chạy vào chùa để ẩn lấp đúng không? Thì cũng có người là lấy phương án là chạy lên trên núi tìm những cái hang hốc nào đó để chui vào để không ai có thể phát hiện ra. Và đây trước mặt mình đây mình thấy là cũng có một cái hang, cái gọi là cái ngách đá đấy. Thì không biết là liệu nơi này có phải là nơi ẩn lấp của bà con hồi xưa không? Mình nghĩ là đúng rồi. Thì trong này mình cũng thấy là những cái nén nhang này. Đấy. Thì mình nghĩ là thời xưa cái chỗ ẩn lấp này nó không phải là rộng rãi nhìn như thế này đâu. Mình nghĩ là nó chỉ có một cái hang nhỏ này như này xong người ta chui vào ấy. Thì bây giờ cũng có thể là người ta sẽ phục dựng lại, người ta mở ra để người đến tham quan lại có thể thấy được rõ hơn. Nên mình nghĩ thời xưa cũng có thể là cái hang nó lối vào nó chỉ nhỏ nhỏ này thôi này, này. Người ta có thể chui sâu vào. Thì có những người mà sau khi mà dẹp bọn Pol Pot rồi đấy, thì có những người là chui vào đấy và chết luôn ở trong đấy, không thể nào mà có thể là ra được ấy. Thế là chính quyền có lấy cái phương án là kiểu ai mà sâu quá mà chết mà không lấy được xác ra là người ta lấp luôn cả cái hang đấy vào. Đấy, cũng có thể là chui kiểu này này. Đấy, chui vào trong cái hang ở dưới đá này. Xong chui tận vào bên sâu bên trong này. Thì hiện tại bây giờ cũng nhiều cái hang người ta thể lấp hết vào rồi. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến giây phút cuối cùng này. Đấy, cảm ơn mọi người nhá. Thì bây giờ mình lại đi tìm kiếm tiếp những cái câu chuyện khác lạ
trên cái hành trình này của mình đây. Rồi, chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người tập sau.